Kênh Hoa Lan Thiện Phượng xin kính chào cả nhà. Cũng lâu rồi kênh Hoa Lan Thiện Phượng chưa có clip đăng lên kênh. Hôm nay nhân tiện thì kênh Hoa Lan Thiện Phượng có về một lô châu chọi khủng để đón xuân 2023. Những cái dòng này thì về từ hôm thứ chiều thứ năm. Thì hôm nay em mới lên chậu với làm ngon nghẻ nó được như thế này, vì là cả nhà biết là theo dõi kênh, nhà em biết là em vẫn đang đi công tác tại nhà máy ô tô Vim. Thì cũng quay qua từng góc cạnh của những đàn trâu cho cả nhà cùng sưu tầm. Là với cái xu thế thì cái hàng này thì hàng quà biếu cho Tết hoặc là hàng chơi Tết thì rất là hợp lý cả nhà. Nó thì nó không phải là hàng khủng lắm đâu. Thế nhưng mà cái giá trị của nó là như thế này các bác này. Đấy, với những cái giá trị hàng này, chẳng hạn là như hàng rụt. Cái này thì nó đấy, em là chiều cao của em khoảng tầm 71-72 kg. 1 m. Em cao 1m72, nặng 71-72 mà cái bàn tay của em như thế này. Đấy, tất cả những cái dòng châu chọi của nhà em này đều là bản la rất là VIP. Thế là em chỉ đo một vài cây cho cả nhà cùng biết thôi. Đấy. Đấy. Để giới thiệu cho cả nhà những cái dòng châu khủng này thì toàn là hàng tông màu đỏ, kiểu là tông màu đỏ cả nhà nhé. Em sẽ quay chậm chậm chi tiết cho cả nhà xem với cái lô châu khủng này. Thực ra để mà được một lô châu khủng đẹp như thế này thì đến bây giờ ở bên hàng Thái Lan đấy cả nhà rất là hiếm, và nhất là những cái hàng mít. Các bác nào mà cái theo cái gu chơi hàng mít, hàng thân lá ấy, thì hãy về với đội của em. Thì tất cả những cái đơn hàng, những cái hàng mà nhà kênh Hoa Lan Thiện Phượng siêu tầm đều là hàng mít, tất tật tụt, từ những cái hàng mà bình dân cho đến những cái hàng khủng. Thì cái tông chủ đạo là lâu nay là của kênh Hoa Lan Thiện Phượng đều là chơi hàng rụt hết. Năm ngoái cả nhà có thấy kênh Hoa Lan Thiện Phượng siêu tầm những cây mít khủng với những cái bác mà mới chơi thì ôi trời ơi sao có mấy cái cây bé vậy mà sao mà nó đắt thế. Thì có nói mà giải thích thế như thế nào thì các bác chắc cũng chẳng hiểu được. Thế nên mà cũng không nên phải giải thích gì. Các bác nào hợp gu thì các bác inbox gọi điện vào cho em. Thì những năm nay là rất những cái hàng châu to này là rất là hiếm. Đầu năm thì giữa năm mà chọn đầu thì bao giờ cũng được cây đẹp. Thì em cũng mới nhập một lô trên 30 cây về để phục vụ cho cả nhà. Cái hàng này thì em sẽ túc tắc bán từ giờ đến đến Tết cả nhà nhé. Đấy, cả nhà xem này, toàn là hàng mít, hàng rất là đẹp. Em không phải lên lõa lên gì cả. Nhà em đây em không có thời gian. Em chỉ chơi mỗi cái đơn giản là em đưa lên chậu thôi. Bác nào về muốn chơi những tác phẩm gì mà chơi riêng cái tác phẩm đấy dành cho riêng mình thì về thì các bác tự làm. Đấy cả nhà. Còn ngoài đấy, ngoài cái những cái tác phẩm này châu khủng này thì đây cả nhà thì xem này. Để xem nhà em này. Em hôm rồi thứ năm cũng như một cái clip em phát trực tiếp thì em về 13 thùng. Bây giờ các tất cả những cái sạp nhà em là đầy hết. Bây giờ đang tập trung để lên chậu thôi. Đầy hết đấy cả nhà này. Toàn hàng mít cả nhà nhá. Tất cả cái hàng nhà em sưu tầm đều là hàng mít. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với số hotline 0978379479, 0974165415 là số Zalo của bà xã em. Đấy. Đấy cả nhà nhé. Cho phép kênh Hoa Lan Thiện Phượng xin kính chúc đại gia đình ngày mới vui vẻ, sức khỏe và thành công. Hẹn cả nhà trong những cái clip tiếp theo giới thiệu về những các cái dòng đai châu
những các cái size đa dạng hơn thì em sẽ quay cùng cả nhà cùng sưu tầm. Cả nhà yêu thương thì đăng cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like và một lượt chia sẻ nhé. Bác nào mà đã là đăng ký rồi thì cho em một lượt đăng ký kênh, một lượt like. Bác nào mà có nhu cầu như thế nào thì cứ inbox vào trong những cái clip của kênh Hoa Lan Thiền Phượng, hoặc là gọi trực tiếp. Hoặc tiếp theo nữa là em sẽ ghim những cái số điện thoại vào bên trái màn hình của clip. Đấy nhà nhá, em xin kết thúc video ở đây.